16 tuổi, nhưng mà đã tốt nghiệp đại học rồi. Cô nàng là một người rất là thông minh và rất là ham học hỏi. Thì trong phim cô ấy sẽ xuất hiện với vai trò là một tiểu quái công nghệ chuyên đi điều tra và thu thập thông tin về cho các chị trong nhóm. Mấy cái điện thoại chị kêu em bẻ khóa, em làm tới đâu rồi? Em đã làm xong hết rồi. Em cũng đã gửi hết thông tin cho chị rồi á. Mà em gặp anh Victor Vũ thì cái ấn tượng đầu tiên của em là anh Victor Vũ thực sự rất là nhẹ nhàng, rất là hiền và dễ thương. Nhưng mà khi mà ra phim trường thì em biết là thật ra anh rất khó xính. Thì anh làm việc rất nghiêm túc và có trách nhiệm. Nên là đối với em, một diễn viên mới được hợp tác với một vị đạo diễn như vậy thì quả thật đó cũng là một cái sự may mắn cho em. Và em hy vọng là em sẽ có dịp cộng tác với anh ấy thêm một lần nữa. Vậy, rồi đang vo ve ngoài hồ bơi. Thật sự thì đối với mình, cái bộ phim này nó mang lại rất là nhiều kỷ niệm và công sức mình đã cố gắng để bỏ ra. Thật sự mình rất muốn chia sẻ nó với mọi người. Mình hy vọng là trong dịp Tết này á, mọi người hãy đến rạp xem Cô Dâu Đại Chiến phần 2 để ủng hộ cho không phải một mình đâu, mà cả một cái ekip đã rất cố gắng để mang tới cho khán giả một cái mang tinh thần vào dịp Tết. Thà giết lầm, không bỏ sót.